nhà thân thương, giấc mơ du lịch đến nước Mỹ của gia đình mình đã trở thành hiện thực rồi. Trong hành trình đi đến xứ sở cờ hoa, gia đình mình đã đặt niềm tin vào công ty chìa khóa du lịch thành phố Hồ Chí Minh với hai hướng dẫn viên Phúc và Nhân. Ngay bây giờ, xin mời cả nhà hãy đồng hành cùng gia đình mình để tìm hiểu và khám phá một số bang ở bờ Đông và bờ Tây nước Mỹ. Xin chào, chúc cả nhà ngày mới an lành và vui khỏe. Hôm nay được cơ hội đi du lịch Mỹ. Xin mời cả nhà hãy đồng hành cùng mình để đến xứ cờ hoa. Bây giờ chuẩn bị đi nè cả nhà. Passport nha, chắc chắn không hình dung nha cả nhà nha. Của ai mà nói không có giữ dùng ha. Passport là quan trọng nhất, mình kiểm tra là giúp Phúc nha. Dạ chị, gia đình di chuyển qua đây giúp Phúc ạ. Dạ, chúng ta này xin lỗi. Kiểm tra là tư trang điện thoại, bớt tiền, túi sách, nhà áo khoác, nhà mắt kiếm, đồng hồ. Xem hành lý của mình nè, có bị người ta bóc ra để trên bàn không? Nếu bóc lên bàn, có nghĩa là trong đây nó có cái gì đó, ví dụ như pin sạc dự phòng sách tay ha, hoặc là có cái gì thành viên đạn rồi đó, là người ta sẽ bóc ra khi mình mở ra để người ta kiểm tra an ninh. Làm thủ tục xong mình mang hải vào trong, mình bước lại đây gặp Phúc một chút xíu ha, Phúc dặn dò là mình xin chào những người đến từ Sóc Trăng. Xin giới thiệu với cả nhà, đây là gia đình của chế ba và hia ba của mình nè. Có cháu Vũ đứng kế bên nữa. Đi Mỹ ha. Vì đây là lần đầu tiên gia đình mình đi du lịch Mỹ, do đó ai cũng hồ hởi và vui vẻ hết. Đồng hành với gia đình của Hi Chế là mấy cô, mấy Ý nè cả nhà. Này cô Khiếm phải không? Trời ơi, người đến từ Sóc Trăng. Còn đây là Ý Hạnh. Rồi này là cô Hỏn. Hôm nay là mình đi vui quá ha. Hai nhỏ em của mình nè cả nhà ơi, bé 8 với lại bé 9. Ai là bé 8, ai là bé 9 đây ta? Bé 9 là nhỏ nó mới giơ tay đó, còn bên đây là bé 8. Hai cha con nãy giờ là đi ngắm cảnh của sân bay phải không? Rồi chết yên xong hết rồi, lên đây chờ đợi. Chuẩn bị lên máy bay. Cửa số 15 luôn. Rồi. Chúc vui vẻ ha, Hi Chế mình. Đoàn Sóc Trăng rất là hồ hởi khi chuẩn bị lên máy bay. Bốn chị em ruột nè cả nhà. Bé 8. Này là chị 3 và đây là bé 9. Chào tất cả mọi người nha. Đây là cơ hội để mình đi du lịch Mỹ. Ngay bây giờ xuất phát đến xứ sở cờ hoa. Hi
Mình xuống sân bay của Đài Loan để transit tới sân bay Đài Loan. Rồi khẩn trương nha. Sau gần 4 tiếng thì cả nhà mình đã tới sân bay Đào Viên ở Đài Loan. Bây giờ mình đang chuyển chuyến để mà tiếp tục đi Bảy nha. Chúng ta đi, nó cùng đi hướng này, nhưng một lát arrival bên trái, còn arrival còn transfer là mình đi hàng, đi cùng đi hướng. Lên trên đó, ship hàng vô. Khi mình ship hàng cả gia đình để làm gì, kiểm tra an ninh lại một lần nữa. Ở đây người ta kiểm tra cũng nhanh thôi, cũng không có mất nhiều thời gian đâu. Chai nước, hồi nãy mình lấy cho máy bay á, chúng ta mình uống hết để chai không, hoặc là chúng ta đặt lại luôn. Cái cửa mình lên máy bay đó là cửa C1, G1. Giờ chuyển tiếng nha. Đây là dấu hiệu để chuyển máy bay nè cả nhà. Mấy ý đi vui không? Dạ. Yeah. Vui. Ghế hạnh này nè, con khiếm. Đi máy bay thấy cũng khỏe ha. Khỏe rồi. Ở trong cái bước này nó cũng sống cả ngày đây. Cứ đưa con cũng được không? Tới sân bay Đài Loan rồi. Giờ quá cảnh ở đây bao nhiêu lâu ha? 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ luôn. Rồi mình bắt đầu đi đâu? Bắt đầu đi Mỹ, đi New York. Đó, vui quá ha. Transit ở Đài Loan chỉ có 2 tiếng thôi. Do đó mọi việc đều phải khẩn trương lên. Nhanh lên mà bé Chín ơi. Chuyển chuyến rồi kìa. Rồi, dạ. Rồi bắt đầu mình đi lại cửa C1. Dạ, đi về New York. Mỹ. Rồi. Hai, rồi lên rồi. Em thích. Đây là quang cảnh của sân bay Đài Loan nè. Giờ mình tìm C1 để chuyển tuyến đi Mỹ.
Đây là phòng chờ, đây là phòng chờ ở sân bay Đài Loan hay Đài Loan. Đây một đây có người kết nối internet mà em bé cho chị trong sân chờ đợi chuyến bay. Đang ở khu vực Đài Loan nghe con cái cổng C1 chuẩn bị chuyến bay đi New York đây nha cả nhà. Giờ mình khởi hành đi ha. Khởi hành đi New York, từ Đài Loan đi New York. Đây là sân bay của Đài Loan. Rồi. Mấy ấy vui quá ha. Sập sửa nhau mình lắm đây nè. Yeah. Quá đẹp. Quá đẹp luôn á. Rồi, bắt đầu mình đi ha. Rồi. Các đoàn chuyển tiến và đi đến cửa C1 để bắt đầu khởi hành qua Mỹ. Thì mình sẽ xuống máy bay. Nói khỏi của cơ cái nó nghe. À, chào nước Mỹ. Gia đình mình đã đáp chuyến bay an toàn đến Mỹ rồi cả nhà ơi. Xin chào New York. Bây giờ mình qua bên kia nhận tiền rồi, rồi sau đó về khách sạn nghỉ ngơi để ngày mai khám phá nước Mỹ. Bây giờ là giờ địa phương là 22 giờ. Ở phía bên ngoài nhiệt độ 25 độ. Do đó mà trời nó mát mát, nên rất là dễ chịu. Khách sạn Hilton, mình đã ở đây vào đêm hôm. Lần đầu tiên đến nước Mỹ thấy gì cũng ham hết.